luận sao Thái Dương, phương vị, Nam Bắc Đầu Tinh, thuộc tính, Dương Ngũ Hành, Hỏa, chủ quản, cung quan lộc, loại quý tinh, hệ thống nhân vật phong thần, tỷ can gạch dưới thần của quang minh, bác ái. Đặc tính sao Thái Dương cha, quan lộc, uy quyền, tài lộc, địa vị, phúc thọ lộc. Tên gọi tắt thường gặp, nhật gạch dưới, mặt trời. Ý nghĩa cơ thể, mắt trái, một trong 14 chính tinh. Sao thứ 3 trong 6 sao thuộc chòm sao tử vi theo thứ tự, tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh. Kết cục đẹp, nhật nguyệt chiếu bích gạch dưới nhật lệ trung thiên. Vị trí ở các cung, riêng bộ nhật nguyệt thấy chung cách chính không bằng chiếu, chiếu không bằng giáp. Thái dương vốn là mặt trời, đóng ở các cung ban ngày, từ dần đến ngọ thì rất hợp vị, có môi trường để phát huy ánh sáng. Đóng ở cung ban đêm từ thân đến tí thì u tối, cần có tuần, triệt, thiên không, thiên tài mới sáng. Riêng tại hai cung Sửu, Mùi, lúc giáp ngày giáp đêm, nhật mất nhiều ánh sáng, cần có tuần triệt hay hóa kỵ mới thêm rực rỡ. Ở Sửu, Thái Dương tốt hơn ở Mùi, vì mặt trời sắp mọc, hứa hẹn ánh sáng, trong khi ở Mùi, ác tà sắp lặn, nhật không đẹp bằng. Nhật nguyệt kỵ cư điền Sửu Mùi, dầu bất động sản, tường vân ấp nguyệt. Mặt khác, vốn là dương tinh, nên nhật chính vị ở các cung dương, nhất là phù hợp với các tuổi dương. Nhật càng phù trợ mạnh hơn cho những người xanh ban ngày, đặc biệt vào lúc bình minh đến chính ngọ, thời gian mặt trời còn thịnh quang. Nếu sinh vào giờ mặt trời lên thì phải tốt hơn vào giờ mặt trời sắp lặn. Sau cùng, về mặt ngũ hành, Thái Dương thuộc hỏa, thích hợp cho những người mệnh hỏa, mệnh thổ và mệnh mộc, nhật cũng hợp với trai hơn gái. Thái Dương tượng là mặt trời, là ánh sáng soi tỏ tường và cần thiết để vạn vật sinh trưởng trong cõi trời đất. Vị trí Thái Dương được tóm lược như sau: miếu địa ở các cung Tỵ, Ngọ, gạch dưới các cung Đơn, Thủ, vượng địa ở các cung Dần, Mão, Thìn, đắc địa ở các cung Sửu, Mùi, gạch dưới nhật nguyệt đồng lâm, hãm địa ở các cung Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, gạch dưới theo bắc phái đắc địa ở Dậu. Ý nghĩa Thái Dương ở cung mệnh, tướng mạo, gạch dưới, Thái Dương mặt hóp thân gầy, thông minh tương tất thảo ngay hiền hòa. Cung mệnh có sao Thái Dương đắc địa, vượng và miếu địa là người có thân hình đầy đà, cao vừa tầm, da hồng hào, mặt vuông vắn đầy đặn, có vẻ uy nghi, sinh ban đêm thì mặt đỏ, mắt sáng, dáng điệu đường hoàng bệ vệ. Cung mệnh có sao Thái Dương hãm địa là người này có thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy, cao vừa tầm, da xanh xám, mặt choắt, có vẻ buồn tẻ, má hóp, mắt lộ, thần sắc kém. Tính tình, đắc địa, vượng địa và miếu địa là người thông minh, tính thẳng thắn, cương trực, hơi nóng nảy nhưng nhân hậu, từ thiện. Đối với phái nữ thì đoan chính, đức hạnh, trung trinh, khí tiết, hiền lương. Hãm địa là người kém thông minh, nhân hậu, từ thiện nhưng tánh ương gàn, khắc nghiệt, không cương nghị, không bền chí, chóng chán, nhất là ở hai cung Thân, Mùi, mặt trời sắp lặn. Đối với phái nữ thì đa sầu, đa cảm. Thái Dương chủ về tài ngoại giao ăn nói, công danh tài lộc, Thái Dương đóng ở cung quan là tốt nhất, đó là biểu tượng của quyền hành, của uy tín, của hậu thuẫn, nhờ ở tài năng. Nếu đắc địa thì có uy quyền, địa vị lớn trong xã hội, có khoa bảng cao, hay ít ra rất lịch lãm, biết nhiều, có tài lộc vượng, giàu sang, phú quý. Nếu hãm địa thì công danh trắc trở, khoa bảng dở dang, bất đắc chí, khó kiếm tiền. Nếu Thái Dương hãm ở các cung Dương, Thân, Tuất, Tý thì không đến nổi xấu xa, vẫn được no ấm, chỉ phải không giàu, không hiền đạt. Tuy nhiên, dù hãm địa mà Thái Dương được nhiều trung tinh hội tụ sáng sủa thì cũng được gia tăng tài, quan. Như vậy, nói chung, Thái Dương hãm địa không đến nỗi xấu như các sao hãm địa khác, có lẽ vì bản chất của Thái Dương là nguồn sáng của vạn vật, tuy có bị che lấp nhưng cũng còn cần, không lôi kéo sự suy sụp đổ vỡ, miễn là không bị sát tinh xâm phạm. Trường hợp đặc biệt là Thái Dương ở Sửu Mùi gặp tuần, triệt án ngữ. Đây là cách đẹp của mặt trời hội tụ với mặt trăng được tuần triệt ra tăng ánh sáng. Người có cách này có phú quý như cách Thái Dương vượng hay miếu địa. Nếu được thêm hóa kỵ đồng cung thì càng rực rỡ hơn nữa.
phúc thọ tai họa gạch dưới thọ trên 70 tuổi. Đóng ngoặc đơn, tai nạn và bệnh tật xảy ra đối với các trường hợp thái dương hãm địa gặp các sao như kình, đà, không, kiếp, diêu, hình, kỵ bị tật về mắt hay chân tay hay lên máu, gặp tai họa khủng khiếp, yểu tử, hoặc phải bỏ làng tha hương lập nghiệp mới sống lâu được. Riêng phái nữ còn chịu thêm bất hạnh về gia đạo, như muộn lập gia đình, lấy lẽ, cô đơn, khác chồng hại con. Lý do là thái dương còn biểu tượng cho chồng, cho nên nếu hãm địa và bị sát tinh thì gia đạo trắc trở vì tai họa đó có thể xảy ra cho chồng. Thái dương thích hướng ngoại. Nói chung, người nữ có thái dương sáng thì được hưởng phúc thọ cả cho chồng. Ngược lại, nếu sao này xấu thì cả chồng lẫn đương sự sẽ bị ảnh hưởng. Cái tốt xấu của thái dương bao giờ cũng đi đôi, tốt cả đôi, xấu cả cặp. Những bộ sao tốt, thái dương gặp các sao đào hồng hỷ tam minh hiển đạt. Thái dương gặp các sao khoa quyền lộc tam hóa, rất quý hiển, vừa có khoa giáp, vừa giàu có, vừa có quyền tước. Nhật sáng xương khúc, lịch duyệt, bác học. Nhật sáng hóa kỷ, làm tốt thêm. Nhật cử ở dần, giàu, vinh hiển ba đời. Nhật hay nguyệt tam hóa, tả hiếu, hồng, khôi, lập được kỳ công trong thời loạn. Nhật tứ linh không bị sát tinh, hiền hách trong thời bình. Những bộ sao xấu, nhật hãm sát tinh, trai trộm cướp, gái giang hồ, suốt đời lao khổ, bôn ba, nay đây mai đó. Nhật diêu đà kỵ tam ám, bất hiển công danh. Nhật hãm gặp tam không, phú quý nhưng không bền. Ý nghĩa thái dương ở cung phụ mẫu, thái dương tỏa thủ tại dần, mão, thìn, tỵ, ngọ là số cha mẹ giàu có, quý hiển và sống lâu. Lợi ích cho cha nhiều hơn mẹ. Thái dương tỏa thủ ở các cung thân, dậu, tuất, hợi, tý là số cha mẹ vất vả. Sớm khắc một hai thân, nên làm con họ khác. Ý nghĩa thái dương ở cung nô bộc, nhật nguyệt sáng, người dưới, tôi tớ làm quyền. Nhật, nguyệt hãm, tôi tớ ra vào luôn, không ai ở lâu. Ý nghĩa thái dương ở cung thiên di, nhật nguyệt tam hóa, phú quý quyền uy, người ngoài hậu thuẫn kính nể, giúp đỡ, trọng dụng. Nhật nguyệt sáng gặp tả hữu đồng, tướng, được quý nhân trọng dụng, tín nhiệm. Đắc cách xuất ngoại, ý nghĩa thái dương ở cung phúc đức mộ cụ ông phát. Nhiều quý nhân phù trợ, xử sự tích cực, sinh hoạt sung mãn sinh sôi nảy nở, cá tính hơi nóng vội. Thái dương sáng được phúc thọ, tuổi thọ cao. Nữ mệnh mừng thái dương vượng thủ, có thể được chồng quý hiển. Thái dương sáng tối, chủ dày mỏng của phúc, mạnh yếu của quý nhân. Ý nghĩa thái dương ở cung tật ách, nhật nguyệt hãm gặp đà kỵ, mù mắt, què chân, khàn tiếng. Ý nghĩa thái dương ở cung tài bạch, nhật nguyệt tả hiếu, vượng triệu phú. Nhật nguyệt sáng sủa chiếu, rất giàu có. Ý nghĩa thái dương ở cung tử tức, nhật ở tý, con gái xung khắc với cha mẹ. Nhật nguyệt thai, có con sinh đôi. Ý nghĩa thái dương ở cung phu thê, nhật, đồng, quang, mã, nguyệt đức, có nhiều vợ hiền thục. Ngoài ra riêng sao thái âm biểu tượng cho vợ, thái dương biểu tượng cho chồng, nên xem để phối hợp với các ý nghĩa cơ hữu ở phu, thê. Nhật, nguyệt miếu địa, sớm có nhân duyên. Nhật, xương, khúc, chồng làm quan văn. Nguyệt, xương, khúc, vợ học giỏi và giàu. Thái dương đồng văn khúc ư thê cung, thiềm cung chiết quế. Ngoặc kép, ý nghĩa thái dương ở cung điền trạch, nếu đắc miếu vượng thì nhà cao cửa rộng. Nhiều điền sản, nhà đất ở gần nơi quan quyền tôn quý, nhà cửa vuông vắn. Âm dương cư điền thì lắm bất động sản, nhà cửa cao đẹp. Ý nghĩa thái dương ở cung huynh đệ, thái dương sáng thì anh em thường có ba người trở lên, gặp các tinh hội anh em chủ về quý. Thái dương tối phần nhiều có tranh chấp, bất hòa, nếu gặp tứ sát, địa không, địa kiếp, thiên hình chủ về anh em có hình khắc, bị tổn thương, hỏa hại một cách bất ngờ. Ý nghĩa thái dương ở cung quan lộc, thái dương cai quản cung quan lộc chủ về quyền quý nên khi nhập vào quan lộc cung là hợp cách, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên cũng cần hồi hợp được nhiều cát diệu thì mới là thượng cách. Thái dương khi vào các hạn, nhật sáng, hoành phát danh vọng, tài lộc. Nhật mờ, đau yếu ở ba bộ phận của thái dương, hao tài, sức khỏe của cha, chồng suy kém. Nếu gặp thêm tang,
đà, kỵ nhất định là cha hay chồng chết. Nhật long trì, đau mắt. Nhật diêu, đà kỵ, đau mắt nặng. Ngoài ra còn có thể bị hao tài, mất chức. Nhật kình đà linh hỏa, mọi việc đều trắc trở. Sức khỏe của cha, chồng rất kém, đau mắt nặng, tiêu sản. Nhật kỵ hình ở tí hợi, mù, cha chết, đau mắt nặng. Nhật cử, thăng chức. Nhật nguyệt không tiếp chiếu mà mệnh có kình đà, mù hai mắt. Vị trí đứng và cách cục của Thái Dương, cung mệnh có nhật sáng sổ tỏa thủ rất tốt nhưng còn kém hơn cung mệnh được nhật sáng sổ hội chiếu với nguyệt. Nếu giáp nhật, nguyệt cũng phú quý. Nhật mão, nguyệt hợi, an mệnh mùi cung, đa chiết quế. Nhật, nguyệt giáp mệnh, giáp tài ra cát diệu, bất quyền tắc phú. Nhật, nguyệt tối hiểm phản bối. Thái Dương ở Tý, nhật nguyệt giáp mệnh Thái Dương đến cung Tý gọi là thiên nghi, chủ về người giàu tình cảm, sinh quý tử. Thái Dương ở Sửu, nhật nguyệt chiếu bích gạch dưới điền trạch, nhật nguyệt chiếu hư không, mệnh mùi VCD được nhật nguyệt miếu vượng hợp chiếu thì học một biết mười. Tại cung Sửu Thái Dương đắc địa đồng cung với Thái Âm. Lúc này hai nguồn sáng nhật nguyệt phá nhau, rất cần sao tuần hoặc hóa kỵ để tách ra. Sao triệt cũng tốt, ngoài ra nếu có sao thiên tài cũng tốt. Thái Dương ở Dần, nhật nguyệt tĩnh minh, gạch dưới nhật nguyệt cùng sáng. Thái Dương đóng tại đây là nơi vượng địa. Thái Dương đóng ở đây cuộc đời càng về sau càng sung túc, bởi vì Dần là khởi điểm cho sự thịnh vượng của Thái Dương cho nên càng về sau càng phát triển, ban đầu thì phải vất vả. Thái Dương ở Mão, nhật xuất phú tăng, nhật chiếu lôi môn, gạch dưới, nhật chiếu cửa sấm, nhật ở Mão là nhật vào nơi đất Phật. Cho nên bản tính nhân hậu, vị tha, hay có lòng thương người. Thái Dương đến cung Mão gọi là thiên ô, chủ về người anh minh khí khái đại lượng, đa tài đa nghệ, danh hiển giàu có. Thái Dương ở Thìn, nhật nguyệt tranh huy, người có Thái Dương ở Thìn thì chắc chắn có Thái Âm miếu ở tuất xung chiếu, hội đủ cả hai nguồn sáng âm dương tối quý. Thái Dương ở cung Thìn như mặt trời sáng tỏ lúc bình minh, rất đẹp. Tứ linh bao giờ cũng tốt cho nhật nguyệt hơn tam minh. Thái Dương ở Tỵ, cách nhật Mỹ huy thiên suốt đời sung túc, thanh nhàn, công danh ổn định. Nhật ở Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão, biểu tượng của sấm sét đều tốt về nhiều phương diện. Mệnh ở Sửu được nhật ở Tỵ, nguyệt ở Dậu chiếu, đan chỉ quế chỉ phú quý tột bậc, phúc thọ song toàn, phó tá nguyên thủ. Thái Dương miếu tại Tỵ, tuy nhiên không tốt như ở Thìn. Nếu gặp Đà La ở đây thì hỏng, gặp tuần triệt không việc gì. Thái Dương ở Ngọ, nhật lễ trung thiên, đây là nơi Thái Dương phát triển đến cực vượng. Thái Dương đóng ở đây là đẹp đẽ nhất. Nhưng cùng tác biến, nhật cư Ngọ nếu không có sao tuần thì càng về sau càng bất đắc chí. Tiền vận rực rỡ nhưng hậu vận không đẹp, đây là cách kim sán quang huy. Thái Dương ở Mùi, nhị diệu đồng lâm cách gạch dưới cung Mùi gọi là thiên huy. Nhật nguyệt chói lọi, chủ về quyền thế hào sảng. Thái Dương ở Thân, cự nhật đồng cung, đây là lúc thiếu âm bắt đầu phát triển, nhật bắt đầu suy tàn. Nhật ở Thân bị hãm nhưng không đáng sợ lắm. Gặp đào hồng hỉ thì sáng ra. Cự nhật Dần hơn ở Thân, ưa quyền phượng. Thái Dương ở Dậu, dương lương xương lộc, vinh quy bái tổ. Nhật hãm, Dậu cũng là nơi đất Phật. Cho nên ở đây tuy bị hãm bản tính vẫn là nhân hậu. Đi tu dễ đắc đạo. Thái Dương ở Tuất, nhật nguyệt phản bối. Nhật hãm ở Tuất rất xấu, tối cần tuần triệt, tam minh, tam hóa. Nhưng đẹp nhất là gặp tuần triệt và tam hóa, xương khúc, tả hiểu, quang quý, lúc này gọi là phản vi kỳ cách. Người có cách này làm nên sự nghiệp lớn trong thời loạn. Thái Dương ở Hợi, nhật trầm thủy bể. Thái Dương ở Hợi là tối hãm nhất. Nếu có tam hóa sẽ là cùng tắc biến, phản vi kỳ cách gặp tuần triệt bớt xấu.